Để đáp ứng mong mỏi của các chị, hôm nay em sẽ hướng dẫn các chị em bài dậy mà đi. Bài này thì gồm có 4 lưu nhật tán và chúng ta sẽ đi theo 4 hướng theo chiều quay của kim đồng hồ. Nó chỉ có 4 câu thôi, rất đơn giản. Tuy nhiên thì trong quá trình thực hiện 4 câu này thì nó cũng phải chuyển hướng khá là nhiều lần, cho nên các chị em chịu khó nhé. Bây giờ em sẽ đi trước một lượt cho mọi người theo dõi ạ. Hướng thứ nhất, chúng ta sẽ bắt đầu bằng chân phải. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Hướng thứ hai là hướng 3 giờ. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Hướng thứ 3 là hướng 6 giờ. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Hướng thứ tư là hướng 9 giờ. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Và chúng ta lại bắt đầu từ hướng 6 giờ, hướng 12 giờ. Bây giờ em sẽ hướng dẫn chi tiết từng câu cho mọi người học ạ. Chúng ta sẽ bắt đầu chân phải. Câu thứ nhất, ta bước chân phải đi. 1, tiếp tục chân trái. 2, nhánh cha cha. 3 và 4. Sau đó thực hiện tự quay nửa vòng. Hai tay chúng ta đang chéo nhau trước phía trước, vung lên cao rồi hạ xuống ạ. 5, 6, 7 và 8. Chúng ta thực hiện lại. Bắt đầu ạ. 1, 2, 3 và 4. Bước chân trái lên và quay sang bên phải để quay 180 độ nhé. 5, 6, 7 và 8. Thế như vậy ở câu đầu tiên chúng ta đã phải đổi hướng rồi, luôn rồi đấy ạ. Thực hiện lại một lần nữa. Bắt đầu chân phải. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Em có thể quay hướng này cho các chị nhìn rõ không? Cái phần tay của câu này ạ, bắt đầu này. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Đấy. Như vậy là hết câu thứ nhất. Chúng ta đang ở hướng 6 giờ. Bây giờ em sẽ quay lại cùng hướng để cho các chị thực hiện câu thứ hai nhé. Câu 2, chúng ta cũng bắt đầu chân phải, bước chân phải lên. 1, dậm chân trái. 2, lùi chân phải. 3, dậm chân trái. 4, nhịp 5 đưa chân phải sang ngang. 5, dậm chân trái. 6, thu chân phải về. 7, dậm chân trái. 8. Bây giờ sẽ kết hợp với tay ạ. Nào, chúng ta bắt đầu câu 2. 2, 2, 3, 4. Nhịp 5, tay trái chúng ta ôm phần eo, tay phải chúng ta
đưa sang ngang. 5, 6, 7, 8, thu tay tay về, thu chân về nhá. Chúng ta làm lại câu 2 lần nữa ạ. Bắt đầu. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy là em thực hiện cùng chiều để cho các chị tập cho dễ. Bây giờ đúng hướng của nó sẽ là câu 2 chúng ta sẽ đang thực hiện ở hướng 6 giờ này, hướng ngược lại đẹp. Đây các chị nhìn nhé. Kết thúc câu 1 ta đang ở tư thế như thế này. Bây giờ câu 2 này. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ nối câu 1 và câu 2 nhé. Bắt đầu. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được chưa ạ? Đấy. Như vậy là câu 2 chúng ta sẽ thực hiện ở hướng 6 giờ, tức là hướng ngược lại so với hướng ban đầu. Câu 3 cũng vậy. Câu 3 chúng ta cũng thực hiện ở hướng đó. Tuy nhiên bây giờ em sẽ quay lại cùng hướng với các chị để hướng dẫn câu 3 để cho các chị nhìn rõ hơn. Kết thúc câu 2 ta đang ở tư thế như thế này. Bây giờ câu 3 chúng ta thực hiện bước mở tiến các chị nhé. Đầu tiên chúng ta mở sang bên trái. Bước này thì quen thuộc lắm rồi ạ. Đấy. Câu 3 đầu tiên mở sang bên trái. Nhịp bộ chúng ta bước chân phải chéo qua chân trái nhé. Đó 45 độ hai tay. Chúng ta làm như mọi khi ấy. Khi chân phải bước lên thì tay phải chúng ta sẽ giơ phía trước song song với chân, còn tay trái đưa lên cao ạ. Đấy nhá. 3 2 3 và 4, sau đó mở sang bên phải. 5 6 7 và 8. Đấy. Làm lại ạ. Bắt đầu này. 3 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 3, 8. Em sẽ quay lại đúng hướng của nó cho các chị nhìn. Câu thứ 7 chúng ta thực hiện là hướng 6 giờ. Bước chân phải lên, tay 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 3, 8. Đấy. Cũng với hướng này chúng ta sẽ thực hiện câu 4 và chúng ta sẽ phải đổi hướng để chuyển sang hướng thứ hai của bài nhé. Thế em lại quay ngược lại, ta quay lại cùng hướng để cho các chị nhìn câu 4 nhá. Câu 4 này chúng ta lùi chân phải 4 2, dậm chân trái 3 và 4, chúng ta bước chân phải lên ghế chân trái 3 và 4. Sau đó bước tiếp chân trái lên một bước nữa, tay trái chúng ta chống hông, tay phải chúng ta đưa lên cao. 5 6 7 và 8, chúng ta sẽ quay sang bên phải góc quay sang bên trái góc 90 độ, đồng thời tay chúng ta vòng qua đầu nhé. 7 và 8, bỏ tay xuống. Chúng ta sẽ làm lại câu 4 ạ. Câu 4 này. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 3, 8. Đấy là em làm cùng hướng cho các chị theo dõi. Còn đúng ra khi thực hiện thì câu 4 sẽ là ở hướng này. Đấy. Bắt đầu câu 4 vẫn là ở hướng 6 giờ lần đầu tiên nhé. Rồi chúng ta đổi chân phải này. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 3, 8. Đấy, như vậy là chúng ta đã quay sang trái một góc 90 độ để thực sự kết thúc câu 4 ở lượt đầu tiên. Chúng ta sẽ quay về hướng 3 giờ để thực hiện lượt thứ 2. Bây giờ chúng ta sẽ nối từ câu 1 đến câu 4 nhé. Bắt đầu này, chân phải trước này. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8.
Câu 2 bước chân phải lên. 2, 2, 3, 4 sang ngang. 5, 6, 7, 8. Thực hiện bước mở kiến ở câu 3. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu 4 lùi chân phải. 4, 2, 3 và 4, 5, 6. Quay sang trái một góc 90 độ. 7 và 8. Đấy. Như vậy chúng ta đã vừa thực hiện xong cả 4 câu. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lượt thứ 2 ở hướng 3 dần. Chúng ta thực hiện lại một lần nữa toàn bộ cả 4 câu với tốc độ nhanh hơn để khi khớp nhạc chúng ta khớp nhạc thuận tiện hơn này. Chúng ta bắt đầu đến bánh luôn các chị nhá. Bắt đầu ạ. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Đấy, và với tư thế này chúng ta lại thực hiện lượt thứ hai ở hướng hướng 3 giờ ạ. Chúng ta có thể thực hiện luôn lại một lần nữa. Bước chân phải lên. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Và hướng thứ 3 là hướng 6 giờ. Cứ như thế, chúng ta sẽ thực hiện hết lần nọ cho đến lần kia, cho đến khi hết bài hát các bạn nhé. Các chị em có thể tham khảo cái bài nhảy mẫu và bài nhảy cùng hướng của em để các chị cất nhạc cách thuận tiện hơn.